tất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua luôn được chúng tôi cập nhật để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Bộ Công an đang lấy ý kiến về báo cáo giải trình một số nội dung mới trong dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ đã trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6. Về bổ sung quy định điểm trừ điểm của giấy phép lái xe trong dự thảo luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 không quy định nội dung này. Tuy nhiên, qua ý kiến góp ý, một số đại biểu đề nghị bổ sung quy định điểm trừ điểm của giấy phép lái xe vào dự thảo luật. Qua nghiên cứu, phân tích đánh giá, Bộ Công an nhận thấy việc quy định điểm trừ điểm của giấy phép lái xe vào dự thảo luật là cần thiết. Theo Bộ Công an, tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông hiện nay diễn ra rất phổ biến, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông còn kém. Tính trung bình hàng năm, lực lượng cảnh sát giao thông xử lý trên 3 triệu trường hợp vi phạm. Trong khi tai nạn giao thông đã giảm nhưng còn ở mức cao, xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, nguyên nhân chủ yếu do lỗi của người lái xe không chấp hành các quy định của pháp luật giao thông đường bộ. Mặt khác, việc quản lý người lái xe sau khi được sát hạch, cấp giấy phép lái xe hiện nay bị buông lỏng, cơ quan chức năng chưa có các biện pháp quản lý phù hợp, nhất là quản lý việc chấp hành pháp luật của người lái xe. Bộ Công an cho biết Nghiên cứu tiếp thu kinh nghiệm quốc tế, các nước tiên tiến trên thế giới như Singapore, Nhật Bản, Trung Quốc đều có quy định trừ điểm giấy phép lái xe đối với người lái xe khi có hành vi vi phạm có nguy cơ gây mất an toàn giao thông nhằm quản lý việc chấp hành pháp luật. Qua nghiên cứu các lĩnh vực quản lý nhà nước khác như y tế, dược, pháp luật cũng đã quy định biện pháp quản lý hành chính nhà nước tương tự, thu hồi chứng chỉ hành nghề để tăng cường quản lý nhà nước đối với việc chấp hành pháp luật của các tổ chức cá nhân. Bộ Công an cho rằng cần hiểu trừ điểm giấy phép lái xe sẽ là một biện pháp quản lý nhà nước không phải là hình thức xử phạt vi phạm hành chính nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình hiện nay qua đó quản lý người lái xe trong suốt quá trình từ khi đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe cho đến quá trình chấp hành pháp luật của người lái xe việc vi phạm và tái phạm từ đó tác động tới hành vi nâng cao ý thức của người tham gia giao thông giúp cơ quan quản lý giám sát toàn diện quá trình chấp hành sau vi phạm của người lái xe về việc trừ điểm đối với các lỗi hành vi, Bộ Công an cho biết khi xử phạt, cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào hành vi vi phạm nghiêm trọng, nguy cơ gây mất an toàn giao thông cao. Mức trừ điểm cụ thể trong một lần vi phạm sẽ được nghiên cứu quy định cụ thể, đảm bảo không trùng chép với các hình thức xử phạt vi phạm hành chính. Trường hợp giấy phép lái xe còn điểm, người lái xe tiếp tục được phép điều khiển phương tiện. Sau một năm kể từ lần trừ điểm gần nhất nếu giấy phép lái xe còn điểm thì được phục hồi số điểm ban đầu. Bộ Công an cho hay, việc này không tác động trực tiếp đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống hàng ngày của người dân, vẫn quản lý được quá trình chấp hành pháp luật của người lái xe. Bộ Công an đang lấy ý kiến các cơ quan đơn vị về dự thảo báo cáo giải trình một số nội dung mới trong dự luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Dự luật được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 vừa qua đang chú ý về hành vi cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, Bộ Công an cho hay, sử dụng rượu bia khi lái xe là vấn đề xã hội không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới. Do đó hiện các quốc gia trên thế giới quy định xử lý rất nghiêm khắc với người lái xe có nồng độ cồn. Cụ thể chia làm hai nhóm gồm nhóm nghiêm cấm tuyệt đối vi phạm nồng độ cồn và nhóm các quốc gia quy định về ngưỡng nồng độ cồn trong máu hơi thở được phép đối với người lái xe theo đối tượng, mức chuẩn, người lái xe thương mại và người mới lái xe. Tuy nhiên, trong điều kiện văn hóa và giao thông ở Việt Nam hiện nay, thực sự rất cần nồng độ cồn bằng không khi lái xe. Bởi theo Bộ Công an, điều kiện giao thông ở Việt Nam hiện nay có nhiều đặc thù. Bộ Công an cũng dẫn khảo sát của một số tổ chức quốc tế Việt Nam là một trong số nước có mức tiêu thụ rượu, bia và đồ uống có cồn vào loại cao trên thế giới. Thứ hai trong khu vực Đông Nam Á, thứ 10 châu Á và thứ 29 trên thế giới về tiêu thụ rượu, bia. Đây là tỷ lệ rất đáng báo động. Rượu bia là một trong những nguy cơ gây tàn tật và tử vong hàng đầu tại Việt Nam. Sử dụng rượu bia đang gây nên gánh nặng đối với y tế, kinh tế và gia tăng các vấn đề xã hội. Hơn 50% các vụ án giết người gây dối trật tự công cộng hiếp dâm, vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Người phạm tội trước khi gây án có sử dụng rượu bia, hơn 30% các vụ bạo lực gia đình ở Việt Nam có liên quan đến sử dụng rượu bia. Do đó, Bộ Công an cho rằng, việc kiểm soát chặt chẽ nồng độ cồn có ý nghĩa xã hội sâu sắc trong khi đó văn hóa ẩm thực của việt nam có nhiều đặc thù có tính cả nể nếu quy định nồng độ bằng không thì không uống nhưng nếu có một hạn mức nào đó thì lái xe có thể gặp trường hợp bị ép uống bên cạnh đó đồ uống có cồn gây nghiện đã bắt đầu uống là không dễ dừng mà khi đã say thì sẽ khó nhớ luật quy định gì có trường hợp nhậu từ hôm trước mà hôm sau vẫn bị phạt vì uống quá nhiều hoặc do cơ địa nhiều người hôm trước nhậu say, hôm sau vẫn váng đầu nhức óc cả ngày, ảnh hưởng tới khả năng lái xe. Việc lái xe trong trạng thái thiếu tỉnh táo có thể gây ra thảm họa với những người vô tội như một số trường hợp lái xe say rượu gây tai nạn liên hoàn. Bên cạnh đó, ý thức tham gia giao thông của một bộ phận người dân hiện nay chưa tốt, xem thường pháp luật, cố ý vi phạm pháp luật về giao thông, thậm chí thách thức lực lượng chức năng khi bị kiểm tra xử lý, khi một ý thức tồi có thể cướp đi sinh mạng của nhiều người, do đó xã hội rất cần sự nghiêm khắc. Hiện quy định cấm người tham gia giao thông điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia, trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn đã được quy định tại Luật phòng chống tác hại của rượu bia. Luật không cấm uống rượu bia mà chỉ cấm uống rượu bia sau đó điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Bộ Công an dẫn chứng thêm từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 12 năm 2023, số người chết và bị thương vì tai nạn giao thông đường bộ liên quan đến rượu bia chiếm 20% tổng số người chết, bị thương do tai nạn giao thông đường bộ gây ra cạnh đó, việc kiểm soát vi phạm nồng độ cồn với lái xe đang phát huy hiệu quả. Từ các lý do nêu trên, nên tiếp tục kế thừa quy định của luật phòng chống tác hại của rượu bia, cấm tuyệt đối người có nồng độ cồn điều khiển phương tiện tham gia giao thông để có chế tài xử lý nghiêm khắc, dần hình thành thói quen, văn hóa đã uống rượu bia thì không lái xe. Sau khi ý thức văn hóa giao thông hình thành tốt, có thể nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp. Mới đây, trên mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip với nội dung xót xa mẹ bầu 8 tháng ở Cao Bằng phải bê vác hàng tấn hàng để kiếm tiền nuôi con. Hiện đoạn clip thu hút hàng chục triệu lượt xem, chia sẻ, bày tỏ cảm xúc và bình luận từ cộng đồng mạng. Anh Hoàng Văn Khánh, sinh năm 1991, người đăng tải clip lên mạng xã hội cho biết thai phụ xuất hiện trong clip có tên là Diễm. Vợ chồng Diễm không có việc làm ổn định, ai gọi làm gì thì làm đó. Tôi đã đến nhà và biết hoàn cảnh gia đình Diễm, nên mỗi khi có việc tôi đều gọi vợ chồng họ đến làm. Khi Diễm mang thai những tháng cuối, tôi cũng không muốn thuê, nhưng tôi gọi chồng Diễm đến thì Diễm luôn đòi đi theo để làm cùng. Nếu tôi không thuê thì vợ chồng cô ấy cũng không có tiền và sẽ phải đi tìm việc khác, anh Khánh chia sẻ. Anh Khánh kinh doanh thức ăn chăn nuôi, mỗi lần xe tải chở hàng về, anh đều phải thuê nhân công bốc xếp hàng vào kho ở Cao Bằng, mức tiền trả cho những người bốc vác là 40.000 đồng một tấn hàng, có nơi chỉ trả 30.000 đồng một tấn. Nếu một ngày bốc vác được khoảng 12 tấn hàng, thì vợ chồng Diễm sẽ có gần 500.000 đồng tiền công. Nhưng không phải ngày nào, vợ chồng họ cũng có thu nhập ổn định như vậy, anh Khánh nói thêm. Trước đây, anh Khánh từng đến thăm gia đình Diễm và biết được hoàn cảnh của cô. Vợ chồng Diễm đang sinh sống cùng bố mẹ đẻ tại phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng. Khi diễm mang thai, thương cô sắp sinh vẫn còn phải đi làm công việc chân tay nặng nhọc, anh Khánh nhiều lần động viên diễm nghỉ ở nhà, nhưng diễm tự lượng sức của mình vẫn có khả năng gánh vác được công việc nên hàng ngày vẫn theo chồng đi làm, không nề hà bất cứ việc gì. Thấy đôi vợ chồng hiền lành chăm chỉ thật thà và nhiệt tình làm việc, anh Khánh đăng clip lên mạng xã hội để chia sẻ, không ngờ có nhiều người quan tâm tới như vậy. Có nhiều người muốn được hỗ trợ tiền và vật chất giúp diễm, điều đó làm tôi rất ngại vì tôi đăng clip lên không phải mục đích để câu view hay kêu gọi từ thiện. Thực sự ở Cao Bằng còn nhiều người có hoàn cảnh khó khăn hơn diễm, không có được một mái nhà nguyên vẹn để ở, phải dùng cành cây che chắn gió mưa. Sau khi đăng tải, đoạn video nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng với hơn 5 triệu lượt xem, hàng trăm nghìn lượt tương tác và bình luận. Nhiều người bày tỏ thương cảm với hoàn cảnh của mẹ bầu 8 tháng. Đúng là nhìn lên thì chẳng bằng ai, mà nhìn xuống thì cũng nhiều người khổ hơn mình nhìn vừa thương vừa xót chị quá em bé sau này sinh ra chắc chắn phải thương mẹ nhiều nhé tài khoản an thảo bình luận thương thật sự bụng bầu to vậy đi lại chút thôi ngồi thở cũng mệt nữa là mang vác nặng chúc chị nhiều sức khỏe mẹ tròn con vuông người dùng thu hà viết trong khi đó nhiều ý kiến chỉ trích người chồng để mặc vợ bầu làm việc nặng nhọc hoàn cảnh mỗi người mỗi khác cuộc sống cơm áo gạo tiền chưa bao giờ là dễ dàng chắc chị này có chồng cũng như không nên phải làm lũ cực nhọc đến vậy tài khoản như quỳnh viết Chị Hoàng Thị Diễm sinh năm 1994, nhân vật trong clip cho biết, cô đang mang thai tháng thứ 8, con đầu của cô hiện 5 tuổi, từ khi biết có bầu, em chỉ đi kiểm tra sức khỏe một đến hai lần, lâu rồi em cũng chưa đi kiểm tra lại. Thực tế chồng cũng bảo em nghỉ ở nhà nhưng em không đồng ý, một mình chồng em làm sẽ rất vất vả, không thể lo hết được cho cả gia đình. Em có mệt cũng cố đi làm để kiếm thêm đồng ra đồng vào, sau này còn chăm con chồng đi đâu thì em theo đấy cứ đi làm bao giờ đẻ thì nghỉ bây giờ được mọi người quan tâm là em vui rồi nhiều người hỏi số tài khoản nhưng chúng em làm ra tiền ngày nào tiêu ngày đó làm gì có số tài khoản để nhận ủng hộ của mọi người đâu diễm nói